Thank you.
Đầu tiên ấy, cái ngôi chùa này nó chỉ nhỏ ba gian thôi, cấu tạo theo kiểu trúc đinh. Nhưng mà sau đó thì lương dân Phật tử chúng tôi có lên cái chùa Cao Thượng, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Và khi gặp quý sư thầy Đại Đức Thích Đức Hiếu hiện nay về làm trì chùa chúng tôi, thì chúng tôi có sau khi mà có lên cái chùa Cao Thượng đó và thiết tha mời thầy về thăm cái chùa Hội An này.
thế thì thầy đã đồng ý cách đây cũng 10 năm thì thầy đồng ý là có trở lại. Và lúc bây giờ thì tiếp theo là tôi nha. Và thầy khi thầy vừa về đến cái Hội An này, thầy đã vạch ra cái đường nước xây dựng cái ngôi chùa như thế nào. Vì ra ngoài là mất thủy, tôi thấy là thầy nhìn được cái con sông Hóa Giang này đấy, là nó sẽ có những cái nhiều hỗ trợ cho thầy. Thầy nhìn cái vị trí địa lý này, thầy đã vạch ra cái đường nước và làm, thầy vạch ra luôn bắc các bác ở đây muốn xây dựng chùa thì bây giờ phải làm như thế nào. Thế thì tôi đã làm ngay cái bài thơ lúc bây giờ, tức là như thế này, tôi xin đọc. Sống trên mảnh đất cao minh, trong làng văn hiến quê mình Hội An, người dân bản tính lam làm lại giàu trí tuệ, không cam phận nghèo. Năm nay chùa hội thân yêu, hồng ân tam bảo giúp điều thiên nhiên, gặp thầy đức hiếu trẻ hiền, người đang hành đạo trên miền Trung Du, lương dân Phật tử ước mơ, mời thầy về giúp chăm lo cửa thiền. Trẻ già Phật tử không quên lời thầy giáo hóa ăn hiền mỗi ngày. Nhà sư tâm sáng đức dày, trí cao nhìn thấu đất này tiềm năng. Thầy quyên mở rộng mặt bằng, lấp ao lấp hồ thành căn tự thành, chứ chỉ có nhỏ bé lấp ao không lấp ra căn tự thành. Bước hai thầy tới linh đình, liệu nó cũng được in được về sân chùa rực rỡ sắc quê, tượng Phật tọa lạc hướng về tây phương. Bước ba kiến thiết pháp vương, cung mẫu nhà tổ giảng đường khang trang. Bước bốn hoàn thất chùa làng, thanh cao về với chữ bản điểm tô long trọng quy nghi, không mai hiền hòa thơ mộng hóa ra vân thông lợi thủy chùa làng quê ta, thiên thời địa lợi hiền hòa hợp thành sức mạnh hòa vô biên, nên thơ phong cảnh chùa chiền đất làng văn hiến càng như đẹp đầu đẹp nơi tam bảo nơi cầu, quả lòng mơ ước từ lâu rất lạc. Tạ ơn đại đức khai quang hoạch định viễn cảnh chùa làng, tin thầy già trẻ trong này đồng tâm hiệp lực sẵn sàng của chúng ta vun trồng cây đức hôm nay muôn đời có thể đón ngày qua. Chuẩn bị xây dựng ngôi chùa thì trong cái tư tưởng của mọi người đấy thường thường là nghĩ là xây ngôi chùa ba gian ra trong những chức đinh là được rồi, nhưng mà thầy cho chúng tôi đi khắp để tham quan đây đó trước khi xây chùa. Thì lúc bây giờ mở mang cái tầm mắt của người Việt Nam, bây giờ chùa chiền không có nghĩa là chùa xây ba gian mà phải tô đẹp thì mới thích ứng được. Thế sau đó và đi khắp nơi nào Lào Cai, biên giới xa xôi rồi quản lý chất bỏ những đồ thay nguyên để tất cả các người Việt Nam đi vào những nhà văn hóa đi về những vật Lào Cai của dân. Sau đó về nhà xong xây chùa thì khi đã có cái tư tưởng xây chùa lớn này thì lúc bây giờ bây giờ cứ thực hành cái đó là xây chùa, thì bắt đầu tôi làm cái bài đùng đùng như thế. Quý thầy giáo hóa xây chùa nô nức cháu con ở khắp nơi, anh hiền cát măng em gạch ngói, chú dân đá sắt bác sơn tôn, ra công danh sáng như muôn thuở, góp của tiếng thơm để suốt đời thành tựu ngôi chùa cao sáng đẹp bừng bừng khí thế cả làng. Thế thì tôi nói một chi tiết về việc xây chùa để cho có biết cái khí thế của cái làng lúc bây giờ trong ngày. Thế thì cái tổ móng chùa lúc bây giờ đấy là khi mà thầy hoạch định bản vẽ các thứ rồi thì hoạch định là cái móng chùa là làm đến khoảng 140 mét khối bê tông. Thế thì dự định là đổ cái móng chùa này làm trong 2-3 ngày các bạn. Nhưng mà khí thế của mặt bây giờ nó bừng bừng.
anh em mình ngồi chỗ anh thân nhá. Có điều kiện anh em ơi, các bác trở lại. Xin hỏi bác về ngày hội ở chùa mình tặng anh một cuốn, còn cái này là chúng tôi chỉ thế tặng thôi, thì cũng được phát tán đi khắp nơi. Vương Triều Lý đàn chim xéo cứ đâm trên cái xe, cái chuột xéo như để chẳng kỳ quặc. Cảm ơn bác nha, bọn em đấy, hình ảnh đấy toàn thiên nga hết đấy, đây là các chư thiên. Thank you.